Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với ca mụn nang. Bây giờ mình thấy đa phần các bạn mụn nang quá nhiều. Chúng ta có ai đặt câu hỏi về tình trạng này không ạ? Hiện tại thì các bạn trẻ đang bị mụn nang rất là nhiều. Cái này thì nguyên nhân chính nó nằm ở đâu? Ở đâu đi ạ? Có bạn nào mà có cái cách nào hay chia sẻ cho Hiền nghe không? Chúng ta cùng chia sẻ, chúng ta cùng phân tích xem là tại sao bây giờ giới trẻ lại bị mụn nang quá nhiều như vậy. Thứ nhất là cái nhu cầu làm đẹp của con người ta thì càng ngày càng cao. Và ngày trước ý, thì cứ nghĩ là trẻ còn trẻ thì không cần làm đẹp. Nhưng mà bây giờ thì còn trẻ vẫn cần làm đẹp nha các bạn. Da vẫn có bệnh lý bình thường. Lúc trước thì da có mụn thì để cho nó tự hết. Nhưng bây giờ thì không có cái bạn nào để cho tự hết được. Mà các bạn thường hay sử dụng những mỹ phẩm hay chúng ta tự lấy ở nhà. Nguyên nhân chính cái mụn nang này là do mụn. Đầu tiên thì chúng ta bị mụn ẩn hoặc là bị mụn viêm vừa vừa thôi. Nhưng trong quá trình mà bị mụn viêm lâu ngày, bắt đầu chúng ta không có cái những cái thuốc bôi, hoặc chúng ta không có biết nấu cách lấy mụn đúng, hoặc là cái nhân mụn không được lấy ra kịp thời, thì bắt đầu cái ổ vi khuẩn đó nó viêm nhiễm lây lan sâu hơn. Viêm nhiễm lâu lan sâu hơn thì nó hình thành những cái mụn nang như thế này. Và trong quá trình đó thì là tác động thành mụn nang này do chúng ta rất là nhiều. Do các bạn ấy, có nghĩa là chúng ta thường xuyên rửa mặt này, có mụn thì nó gây ra là ngứa ngáy khó chịu, thì bắt đầu chúng ta sờ cạy nặn nữa. Có, đương nhiên là có chứ không thể không có được mà thành được. Rồi trong quá trình thì chúng ta không có chịu đi lấy mụn. Rồi các bạn nhiều khi thì lại bôi thuốc. Bôi thuốc xong rồi có những cái thuốc thì nó làm cho chúng ta da chúng ta mỏng bào mòn đi. Sau đó thì da chúng ta bị nhiễm khuẩn nhiều hơn. Nhiễm khuẩn nhiều hơn thì bắt đầu lây lan mụn. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn những cái cục mụn nang này nhá. Bạn khách hàng này của mình thì mụn thì cũng không phải là có nhiều lắm, mụn thì ít thôi. Tại vì da bạn quá trắng nhưng mà cục nào cục đấy cũng rất là to. Nhưng chủ yếu chúng ta nói đến mụn nang này. Đây là vấn đề về mụn nang. Các bạn thấy cái mụn nang không ạ? Hạnh ơi chết rồi. Đây là những cái cục nang và chắc chắn là những cái ổ nang này sẽ có sẹo rồi. Nhưng mà làm sao để chúng ta lấy mụn xong rồi không bị sẹo? Thì khi mà những cái ổ nang nó to như thế này thì chúng ta đã thấy nó hình thành sẹo bên trong. Và toàn bộ bên trong này là rỗng nha. Mình sẽ bóc cái kim và mình sẽ cho các bạn coi. Mở ra hơn phân tích ra xíu. Đây là các bạn này, bên trong này là rỗng này các bạn này. Có những cục nang thì nó cứng thì chúng ta phải làm cho nó mềm lên. Mềm lên thì nó phải sưng to hơn rồi nó mềm ra. Đây là đang cứng này và cũng có những cái phần nó cứng nữa các bạn. Có phần thì mềm nhưng cục nào mềm thì dễ lấy hơn. Nhưng chắc chắn đối với những cái cục này thì sau khi lấy sạch nhân mụn xong, chúng ta cần phải đưa dưỡng chất này. Rồi đưa máy công nghệ cao vào bắn trực tiếp thì nó sẽ giúp kháng viêm nhanh hơn. Và nó giúp cái đầu mụn nhanh lành vết thương và cái ổ vi mụn khuẩn gây mụn chúng ta sẽ được tiêu diệt nhanh hơn. Và nó hạn chế vấn đề về thâm hay sẹo rỗ. Nhưng sau khi điều trị sạch cái chân mụn rồi ý, thì chúng ta vẫn cần phải can thiệp đến những phương pháp. Nó có cái giúp cho chúng ta tăng sinh tế bào mạnh hơn. Ví dụ như hiện tại bên Hiền Vân có cái phương pháp phi kim siêu vi điểm. Thứ nhất là điều trị về thâm, thứ hai nó tái tạo phục hồi toàn bộ lại cái cấu trúc tổn thương như thế này. Tại vì khi da nó bị nang thì nó bị tổn thương rất là sâu. Chúng ta nhìn thấy chân mụn rất là sâu và nó mềm nhũn bên trong này, cái phần da này coi như hoại tử nha các bạn, nó bầy nhầy, nó bùng nhùng. Thì chúng ta cần những cái phương pháp mà nó phải tối ưu hơn. Chạy dưỡng chất thì để cho da nó bắt đầu nó giúp hỗ trợ kháng viêm từ từ và nó cũng giúp tăng sinh và lành tế bào. Nhưng mà để can thiệp sâu hơn nữa để giảm tình trạng về thâm và sẹo, phục hồi để sau này da không tái phát mụn trở lại, thì chúng ta cần cái phương pháp phi kim siêu điểm. Thì bây giờ chúng ta cùng lấy nhìn xem Hiền lấy cái mụn nang này. Các bạn sẽ coi hiện này cái mụn nang này nhé. Cái này cái gì? Chắc ngoài đâu vấn đề gì. Hãy ngơi cho cô cái miếng gạc đấy con ơi. Tết rồi, chúng ta nên điều mụn sớm. Các bạn thấy những cái cục nang này toàn những cái cục lớn không ạ? Phát sạch đi con. Chúng ta thấy là thường những cục nang này nó rất là nhiều đầu. Và bên trong này thì nó rỗng, như đối với những mụn nang này thì chắc chắn chúng ta không thể lấy một lần hết được. Chúng ta sẽ phải lấy nhiều lần nha các bạn. Cô nàng tháng 4 gọi là cô ơi, sau khi nặn các mụn nang xong có thể phi kim luôn dưỡng chất được không? Bạn cô nàng tháng 4 ơi, sau khi nặn mụn này thì chúng ta phải lấy sạch mủ máu đã. Sau đó mình lấy sạch xong rồi thì bắt đầu có thể là lấy, như đối với nang bạn này nó mềm nó không cứng thì chúng ta sẽ lấy từ khoảng
con 3 lần gì đó nha các bạn, 3 lần hoặc 4 lần thì sau đó chúng ta mới tiến hành phi kim được. Tại vì nếu như bên trong mà còn quá nhiều mổ và máu vào như thế này thì chúng ta phi nó không có hiệu quả. Còn có những trường hợp mổ nang thì chúng ta lại có thể là lấy nhích ra chúng ta phi liền được. Tùy theo tình trạng thì khi các bạn da các bạn như thế nào. Đối với trường hợp này thì mụn của bạn này thì chúng ta phải lấy từ 3 lần đến 4 lần thì chúng ta mới phi kim nha. Thì sau khi lấy thì chúng ta cũng nên chạy dưỡng chất, và đầu tiên đã mặc dù chưa phi thì chúng ta cần phải đưa dưỡng chất vào để nuôi giúp cái tế bào này nó không bị hở lỗ chân lông và nó hạn chế cái sự tổn thương. Nhưng sau khi điều trị mà sạch cái mụn viêm này này thì chúng ta cần phải phi vào, thứ nhất để cho nó thay đổi toàn bộ cấu trúc da. Đó các bạn thấy không ạ? Rồi nó giúp phục hồi và nó giúp cho cái da chúng ta khỏe lên, thì sau này mụn nó không tái phát tại cái vùng này nữa. Còn nếu chúng ta không phi, không phục hồi da, không có phương pháp đúng thì nó sẽ tái phát trở lại rất là nhanh, tại vùng da này nó tổn thương sâu, nó yếu. Các bạn nhìn nó lành bên ngoài nhưng bên trong thì nó còn rất là yếu ớt, thì chúng ta cần phải phương pháp đặc trị hơn. Các bạn biết được là cái cục nang này do đâu không ạ? Đây này, do cái nhân mụn này này. Đó. Nhưng mà hiện tại thì nó đã ra mổ máu rất là nhiều và nó cũng ra được cái cục nhân này. Nhưng mà cái ổ vi khuẩn nó gây mụn nó còn nằm bên trong, và mổ máu chắc chắn nó còn tản ở bên trong này các bạn. Một lúc mình không thể lấy sạch 100% được. Nó còn tản bên trong này thì chúng ta cần phải lấy tiếp mấy lần nữa và chúng ta phi. Đó, hôm nay thì chúng ta lấy như thế này thôi. Mình không tác động sâu đến cục mụn này nữa. Tại vì các bạn nhiều khi cứ có cái quan niệm này bôi thuốc cho nó làm mềm cùi mụn ra, nó làm gom cùi mụn lên, nó làm đẩy mụn lên, vô tình chúng ta dùng những cái loại thuốc nó làm mỏng da và mòn da. Thì đối với những loại thuốc đó thì nó làm cho da chúng ta yếu, không có sức đề kháng để bảo vệ, và chúng ta rất là dễ bị tình trạng mụn nở nét, viêm nhiễm ra. Như đối với rất là nhiều bạn khách hàng, các bạn xem mình like các bạn sẽ thấy được rất là nhiều ca bệnh lý mụn rất là nặng. Thực sự khi nào mình những cái mụn da như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là đau lòng. Rõ ràng là ba mẹ chúng ta cho chúng ta làn da đẹp, nhưng do chúng ta thiếu hiểu biết về cái kiến thức về chăm sóc da và điều trị mụn thì vô tình chúng ta tự mình phá vỡ cái làn da của chúng ta đi. Đó các bạn thấy không ạ? Đây là những cái chân mụn này các bạn. Vậy nên là khi chúng ta đã da chúng ta có mụn hay bất kể một bệnh lý gì thì chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ, không nghe một lời quảng cáo là từ các hãng mỹ phẩm các bạn nha, mà các bạn phải kiểm chứng bằng cái thực tế. Chúng ta phải tìm hiểu, phải có kiến thức thật rõ về cái mụn nang. Các bạn thấy cái mụn nang này, cái chân mụn nó to không ạ? Đây là mình lấy ra này này. Đây là cái chân mụn và nó có một cái lỗ rất là to, vì vùng da nó tổn thương quá sâu. Đây này các bạn này, cái chân mụn này. Đúng không ạ? Nó như cái gai, các bạn tưởng tượng nó như cái gai, mình sẽ để những cái bao tay cho các bạn nhìn thấy. Nó không khác một cái gai tí nào. Nó có rất là nhiều chân nha các bạn. Có rất là nhiều chân, nó chỉa ra thì làm sao chúng ta lấy được mà nó không bị gãy cái nào. Nhưng mình lấy cái cục này là hết 100% rồi. Có rất là nhiều cái chân này, nó chỉ ra như trái chôm chôm á. Các bạn sẽ thấy một cái lỗ này. Đây mà các bạn thấy một cái lỗ không ạ? Đây là nó tổn thương sâu quá. Vậy nên là khi có mụn thì chúng ta cần phải phương pháp, có phương pháp điều trị đúng. Và nhất là ở cái tuổi dậy thì này, chúng ta luôn luôn thích khám phá, tìm hiểu. Đó, các bạn thấy có cái lỗ rất to không ạ? Bắt buộc bây giờ mình sẽ phải chạy dưỡng chất rồi. Cái này bắt buộc rồi nha các bạn nha. Rồi chúng ta tiếp tục sang cục này. Thì đối với cục này thì nó cũng đã viêm rất là sâu rồi, nhưng nó chưa bị hoại tử, chưa bị hoại tử nhiều giống như là những cục khác. Cục này thì nó sẽ không có cái lỗ như vậy ạ. Chắc chắn nó phải uống thuốc tây kèm vào bạn cô nàng tháng tư nhé. Đối với trường hợp nang nặng như thế này chúng ta phải kết hợp uống thuốc nữa. Đối với mụn viêm ẩn hoặc mụn viêm nhẹ thì chúng ta không cần, nhưng mà mụn này thì chúng ta bắt buộc rồi đó. Cứng nha các bạn, chúng ta sẽ để lần sau không này nữa. Tại vì lấy nữa thì nó cũng không ra mà nó lại còn tổn thương thêm. Và chúng ta sẽ đi tiếp tục sang cái cục nang bên má bên tay trái. Má tay trái luôn nha. Rồi chúng ta mới lấy mụn đầu đen, bạn rất là nhiều mụn ẩn đầu đen. Tại vì da bạn trắng quá nên các bạn không nhìn thấy. Chúng ta sẽ đi lấy tiếp bên này. Và chúng ta mới lấy mụn ẩn nha. Các bạn nhìn thấy mình sẽ lấy cái cục mụn ẩn này cái đã. Tại vì nhìn thấy khó chịu quá. Đó. Các bạn biết nguyên nhân hình thành mụn ẩn do đâu không ạ? Đây, mụn nang ở đâu không ạ? Do những cái cục mụn ẩn này. Rất là nhiều bạn nói là bôi thuốc cho nó trồi lên. Mụn thì không trồi mà thấy nang không ạ? À? Con ơi, con bị chai phần này nhé, con nhé. Dương ạ, con chai phần này rất là nhiều. Các bạn thấy xung quanh cục nang này nó còn rất là nhiều cái cục mụn cứng nữa.
Tại vì do nhiều cái cục mụn ẩn này chúng ta mới hình thành những cái cục nang, chứ không phải tự nhiên chúng ta thành mụn nang đâu. Cái này thì nó đã vỡ trên bề mặt rồi. Đó, các bạn thấy cái đầu mụn rất là to, đây một cái đây này. Mấy những cái đầu mụn này các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là nhiều đầu mụn luôn. Và khi chúng ta muốn nặn cục này thì chúng ta cũng phải khử nó hết ra. Nó sẽ mở rất là nhiều cái đầu. Chúng ta cần mở rất là nhiều cái đầu mụn. Tại vì khi cái cục nang nó to như thế này thì nó bị bít tắc toàn bộ bên trong, nó không có oxy. Và chúng ta cần mở như thế này để nó đưa ra. Chứ chúng ta không mở một đầu nha. Có rất là nhiều cái đầu mụn. Đây là một ổ vi khuẩn và nó chứa một cái túi dịch bên trong này. Mình phải đeo cái... Các bạn đợi mình xíu nha, tại vì nó sẽ bắn. Kinh nghiệm nghề nghiệp nên mình biết nó sẽ bắn. Tại vì cái cục này nó bị thiếu oxy quá nặng. Vì nó cục quá to. Các bạn kiên trì đợi mình lấy từ từ, không thể ấy một lúc được. Đó, với cái cách điều trị mụn của Hiền Vân thì mình cam kết tuyệt đối lấy xong không bị sưng đỏ hay là bị thâm sẹo nha. Chỉ có trường hợp khi các bạn đã có sẹo sẵn rồi nha. Các bạn có sẹo sẵn rồi thì chắc chắn lấy xong thì nó chỉ hỗ trợ giảm sẹo cho các bạn thôi. Còn cái cách lấy mụn của mình là không bị sưng đỏ, các bạn thấy mình lấy đến đâu là nó sẽ sẹp. Đó, các bạn thấy mủ nó chảy ra đây không ạ? Bắn ra đây không ạ? Đây là những cái mổ, cái máu nhầy này các bạn này. Đó, ra đây ạ. Rất là nhiều luôn. Và chắc chắn là tất cả các ổ nang thì chúng ta không thể lấy một lần được. Mình nói đi nói lại rồi. Chúng ta cần phải điều trị nhiều lần. Có thể là 3-4 lần. Đối với những cái cục nang cứng chúng ta có thể 5-6 lần, chứ không phải là 1-2 lần có thể sạch được. Thì cục nang như thế này thì hôm nay cục nang này chúng ta lấy đến đây thôi các bạn, không lấy nữa. Chúng ta về nhà bôi thuốc, cái này không phải là mình nuôi nang đâu ạ. Mà đây thì mình đang làm cho hạn chế cái vấn đề tổn thương. Khi mà một lát nữa thì sẽ có máy công nghệ cao đưa vào đây và nó có dưỡng chất. Thì chúng ta sẽ giúp cho cái vết thương nó nhanh lành hơn. Vết thương nhanh lành đến đâu thì cái đầu mụn nó sẽ gom đến đó. Nó gom nhé các bạn, chứ không phải nó trồi lên đâu ạ. Nhiều bạn nói là con bôi thuốc thì nó trồi lên, hoặc em bôi thuốc thì nó trồi lên, nó gom lại. Nhưng mà vô tình các bạn càng bôi thì càng làm mỏng, càng kết bên trong. Tại bây giờ hiện tại mỹ phẩm điều trị mụn nó rất là đa dạng. Và toàn bộ là chúng ta sử dụng thuốc một tẩy không à. Các bạn bôi vào mà cứ sản phẩm nào thấy khô khô bong bong chóc chóc là các bạn phải đặt câu hỏi ngay nha. Nó không chóc ra nhiều nhưng nó khô khô, nó bong bong thì các bạn phải đặt câu hỏi. Các bạn thấy một cái ổ này nó sẽ là cái bầy nhầy như thế này. Có cái kim khác rồi con ạ. Mục móng ra rất là nhiều ạ. Tất cả những cái cục mụn nang này nó đều hình thành do cái những cái mụn đầu đen nó gây lên các bạn nhé. Mụn đầu đen, mụn ẩn. Và có những bạn thì cơ địa người ta bị mụn viêm. Nhưng mà bạn khách hàng này của mình thì do là những cái ổ mụn ẩn này nó
hình thành lên bên trong, nó nguyên một cái khúc này nó rất là các bạn ơi. Chúng ta bây giờ thì chúng ta sẽ lên, chúng ta lấy những cái cục bột à, cái chá này tắt một hôm, mình tắt một hôm luôn các bạn ơi. Chúng ta sẽ nên lấy một cục bột ăn, bạn rất là nhiều bột ăn, cho cái quạt thổi vào đây đi, hơi nóng, hơi nóng vậy, để cho bọn vòng nhìn nóng. Đổ ở chị. Các bạn ơi, da bạn rất là mỏng và yếu này các bạn này. Mình ấn đến đâu là da bạn rất mỏng và yếu. Ở nhà em bôi thuốc thì mụn gì hơn? Không bôi gì. Đây là những cái cục mụn ẩn, các bạn nhìn thấy nó mỗi đầu trắng không, mà bên trong chân mụn rất là to. Đúng không ạ? Cái chân rất là to này các bạn. Rất là to luôn. Dạ. Anh đứng lên trên đấy mà sao anh đứng cái cổ vậy? Đứng hẳn lên trên nè. Nãy thì chúng ta lấy mụn viêm, và đây là những cái mụn ẩn ở trên trán, nó cũng rất là cứng nha các bạn. Không phải tự nhiên mà lấy được cho bạn đâu ạ. Rất là cứng luôn. Và những cái cục cứng này thường chúng ta lấy không có sạch chân là sẽ viêm lên, nó thành mổ. Đây các bạn, cũng là một cái cục đầu trắng bên trong này. Và bên trong thì rất là nhiều mụn. Chân rất là to. To ạ, rất là to luôn này. Và đây là một cục bạn này, có chỗ này bạn đã sờ vào rồi này, nó đã viêm này các bạn này. Anh đứng sang đây này, rồi dễ hơn không? Anh đứng cái chỗ đấy sao mà. Sáng quá à? Cái đèn này nó sáng quá. Rồi, đổ xuống kia đây. Nhìn da bạn rất là trắng nha các bạn, nhìn thì không nghĩ là bị mụn đúng không ạ? Bên trong thì rất là nhiều. Rất là nhiều nhân mụn. Đó, các bạn thấy nhiều nhân không ạ? Rất là nhiều luôn.
Cái này còn chân này các bạn này. Chúng ta phải lấy hết sạch chân. Mình vẫn còn cảm giác còn một xíu nữa. Rồi rồi, anh Hảo tắt đi rồi. Hảo với Hoa tắt rồi. Thôi khỏi đi. Em xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Mình xin kết thúc cái live này nha. Tại vì mụn bạn nhiều lắm. Để mình nhấn nha, mình chiến đấu với bạn ấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.